Thưa quý vị và các bạn, trước đây thì bệnh phong vẫn là một nỗi ám ảnh đối với rất là nhiều người. Người mắc bệnh thì thường bị xa lánh, cách ly, bị chịu đau đớn, bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Bởi vậy hầu hết phải bỏ xứ, sống khép mình với thế giới bên ngoài. Và ngày nay thì cái nhìn của xã hội về căn bệnh này đã thiện cảm hơn, không còn là một căn bệnh nan y, phong thì có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, cuộc sống của rất nhiều bệnh nhân vẫn còn gặp nhiều thiếu thốn, nhất là về tinh thần. Theo thống kê thì tại nước ta hiện nay có khoảng 36 khu điều trị phong. Và đây cũng là ngôi nhà chung của rất nhiều bệnh nhân phong từ 50 đến 100 tuổi. Có những người đã gắn bó từ 60 đến 70 năm với khu điều trị. Nhiều người không có gia đình và con cái. Thấu hiểu điều này, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tới tặng quà và giúp họ có một cái Tết ấm áp đầy đủ hơn. Tiết mục Sống Đẹp ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh ấm áp này. Phát hiện mắc bệnh phong từ khi 20 tuổi, đến nay, bà Trọng đã sống tại khu điều trị phong Quả Cảm hơn 50 năm. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà chung của bà cũng như nhiều bệnh nhân khác. Khi biết tin sắp được gặp các bác sĩ của Bệnh viện Da liễu Trung ương, bà không khỏi xúc động. Tết đến xuân về thì mong các đoàn lắm, nhất là đoàn Da liễu Trung ương. Tôi đã được sang đây các bác cất chân cho, sung sướng lắm, mừng rỡ lắm. Tết ấm đến với những bệnh nhân phong là hoạt động thường niên được Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức để tặng quà và thăm khám, động viên tới những bệnh nhân phong. Từ đó giúp người bệnh giảm bớt mặc cảm. Hoạt động thiện nguyện này cũng là cầu nối giúp xã hội, cộng đồng đến gần hơn với những người bệnh yếu thế và ngược lại. Tết đến thì người bệnh phong bao giờ cũng có cái nỗi buồn riêng ở những người mà phải sống tại khu điều trị phong. Và chính vì vậy cho nên bệnh viện cũng đã cử các đoàn đến để chia sẻ, chủ yếu là về mặt tinh thần, động viên cho họ được yên tâm điều trị và đặc biệt là với tinh thần họ trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. Năm nay, gần 800 suất quà Tết đã được trao cho những bệnh nhân phong đang sống điều trị ở 10 khu điều trị phong của miền Bắc như Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, v.v. Kịp thời động viên tới các bệnh nhân. Thì đối với Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam thì gần như là năm nào cũng được đón nhận cái tình cảm, cái sự quan tâm và đặc biệt là cái thời gian cái đoàn cán bộ của Bệnh viện Da liễu Trung ương về thăm hỏi, động viên, chia sẻ và có cái món quà vật chất cũng như là tinh thần gửi đến cho bà con bệnh nhân phong ở cái Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam. Từ các cái kinh phí của bệnh viện, các cái tấm lòng hảo tâm của các y bác sĩ, cán bộ viên chức trong bệnh viện và các nhà từ thiện. Có thể nói là mặc dù với kinh phí cũng chưa được nhiều nhưng mà cũng đã đóng góp một phần, sẻ chia một phần cái đời sống khó khăn của bà con, mong cho các cái người bệnh phong ở các khu điều trị để có một cái Tết vui vẻ hơn, ấm áp hơn. Với nhiều người, Tết đến xuân về là dịp được sum vầy hạnh phúc bên người thân, nhưng với nhiều bệnh nhân phong đó lại là thời điểm chạnh lòng buồn tủi nhất. Hy vọng với sự chung tay của xã hội, cuộc đời họ sẽ có thêm thật nhiều gam màu tươi sáng. Bởi thêm yêu thương, Tết sẽ ấm áp và trọn vẹn hơn.